bóng dáng xe lam không còn xuất hiện trên đường. Song loại xe ba bánh với tiếng nổ giòn này từng là một phần cuộc sống của người Sài Gòn xưa. Xe lam là phương tiện giao thông công cộng dành cho người bình dân tại miền Nam Việt Nam từ thập niên 60 để thay thế xe ngựa thồ, tức xe thổ mộ, vẫn còn sử dụng vào khoảng thời gian đó. Bắt nguồn từ tên gọi dòng sản phẩm Lambretta của Italia, thuở mới xuất hiện, bên thùng xe chỉ dập nổi chữ Lambretta hay Vespa. Nhưng về sau, kèm một con số như Lambo 150, Lambo 175, Lambo 200, Lambo 500, 550, v.v. Đây là nguyên nhân ra đời cái tên xe lam vì nó ngắn gọn và dễ nhớ. Trong một đoạn quảng cáo về xe lam thời đó có nội dung như sau: máy trước vừa đề vừa đạp, đặc điểm hoàn toàn làm tại Ý Đại Lợi, trọng tải hữu dụng 550kg. Xe có bán tại Lambretta Việt Nam, Vinaco và khắp các đại lý trên toàn quốc. Chú ý, không có xe lam 4 bánh, chỉ có xe lam 3 bánh. Thiết kế của xe khá đặc biệt, chia làm hai toa hẳn hoi, cabin cho tài xế ngồi trước và thùng nhỏ phía sau chở được 8 đến 10 người. Càng lái xe lam giống như kỳ đồng xe gắn máy, dù chở có chục người nhưng xe cũng vô số tài như xe hai bánh Lambretta. Dưới ghế của bác tài là thùng chứa máy xe. Nếu xe lỡ chết máy, bác tài phải nhảy xuống đường thì mới mở yên ra được. Sau đó dùng sợi dây thừng kéo cho máy nổ, giống như vận hành máy phát điện gia đình vậy, hoặc tra dầu, chui bogi cho máy xe, v.v. Khách ngồi trên hai hàng ghế dài đều đặt dọc theo thùng xe, song song nhau. Nếu hai người ngồi đối diện đều là chân dài thì bốn đầu gối thế nào cũng đụng vào nhau lấp cớp mỗi khi xe thắng gấp. Không muốn khu gối vào nhau thì hai cặp chân phải lòng xoa le vào nhau. Chính vì kiểu xếp ghế ngồi như thế mà nhiều chàng trai cô gái tình cờ quen biết và nhiều cuộc tình đã bắt đầu trên những chuyến xe lam, như trong lời của bài hát Chuyến xe lam chiều của nhạc sĩ Vinh Sử. Trên chuyến xe lam đông người chiều đau, suy mình không quen mà ngồi bên nhau. Trời mang nhiều trở chiêu chi, người chưa hề biết quen gì, song ngồi gần như tình nhân si. Em xuống xe lam đi vào hẻm sâu, anh vội theo chân ngõ hồn xuyến sao. Giá một chiếc xe lam hồi thập niên 60 khoảng 30 cây vàng. Những người lớn tuổi cho biết do xe khá đắt nên thời đó không phải ai cũng có thể mua. Nhưng nếu mua được thì nó sẽ mang lại lợi nhuận rất nhiều. Hồi đó người ta vẫn hay nói là chạy xe lam một ngày có thể nghỉ cả tháng. Tuy chỉ là câu nói quá lên, nhưng quả thực nếu sắm được một chiếc xe lam chạy khách thì có thể nuôi cả nhà. Thời đó lộ trình xe lam cũng chăn kín Sài Gòn như xe buýt ngày nay. Nhưng điểm khác biệt là không có trạm dừng cố định cho khách lên xuống. Ai muốn đi thì cứ ra sát về đường vẫy tay đón, và xe cũng dừng lại bất cứ chỗ nào nếu khách muốn xuống. Người buôn bán có thể chất quăng gánh, bao hàng và một số thứ linh tinh lên trên nóc xe, điều mà xe buýt không chấp nhận. Bởi vậy, dù giá vé xe lam mắc hơn xe buýt, vé của xe buýt là 2 đồng, vé của xe lam là 5 đồng, nhưng nhiều người vẫn lựa chọn vì tiện lợi. Đến cuối năm 1968, toàn miền Nam có hơn 17.000 chiếc xe lam, trong đó riêng Sài Gòn có 3.200 chiếc. Đến năm 1971, xe lam là phương tiện vận chuyển quan trọng nhất Sài Gòn cũng như các tỉnh miền Nam, vì hệ thống xe buýt đã ngưng hoạt động và chưa phục hồi. Theo báo chí lúc đó thì toàn miền Nam có đến hơn 30.000 chiếc, số xe lam lưu hành gấp 7 lần xe taxi. Nếu khoảng thập niên 1950, người Sài Gòn vẫn còn thấy xe thổ mộ ra vô chợ Bến Thành, thì đến đầu năm 1960, xích lô đạp, xích lô máy là phương tiện vận chuyển thuộc hạng VIP. Sang đầu thập niên 1970, xe lam cùng taxi chiếm lĩnh đường phố. Cái đó là sự xuất hiện của xe buýt. Nhưng sau năm 1975, các phương tiện cơ giới khác bị thiếu xăng hoặc thiếu phụ tùng thay thế không sử dụng được, nên xe lam được dùng làm phương tiện phổ thông rẻ tiền. Trong các hình ảnh chụp Sài Gòn thập niên 80, bạn sẽ thấy xe lam là phương tiện chủ yếu, vì lúc này xăng dầu khan hiếm nên ít thấy bóng dáng xe hơi trên đường phố. Chỉ còn đa số là xe đạp, và tiếng lạch bạch giòn giã của xe lam trở thành âm thanh nổi bật nhất và quen thuộc trên khắp các nẻo đường của Sài Gòn. Cho đến đầu thập niên 90 thì thành phố khôi phục lại xe buýt quốc doanh. Xe lam được tập trung chuyển sang hoạt động theo kiểu hợp tác xã vận tải. Năm 1995, một số lượng lớn xe lam ở Sài Gòn được chuyển về cho các tỉnh tiếp tục làm phương tiện công cộng phục vụ chở khách.
nhiều nhất là ở Biên Hòa. Từ năm 2004, Chính phủ ban hành Nghị định số 23 quy định về niên hạn sử dụng đối với các loại ô tô tải và ô tô chở người tham gia giao thông trên hệ thống đường bộ. Lúc này, xe lam đã trở thành một trong những loại phương tiện già cỗi, không còn đảm bảo chất lượng vận hành cũng như tính an toàn nên bị hạn chế lưu thông. Đối với một số xe còn hoạt động tốt, được trưng dụng chuyển thành xe thu gom rác. Một số thì được các vùng nông thôn tận dụng để vận chuyển hàng hóa với quãng đường ngắn. Với những chiếc xe không còn hoạt động sẽ được các quán cà phê sân vườn hay các khu du lịch đem về trưng bày, tạo không gian xưa để cho khách du lịch chụp ảnh và hoài niệm. Ngày nay, dù bóng dáng xe lam không còn xuất hiện trên đường phố Sài Gòn, nhưng loại xe ba bánh với tiếng nổ giòn giả cùng với mùi khói xăng đã trở thành một phần trong cuộc sống của người dân Sài Gòn. Và trong ký ức của nhiều người, xe lam vẫn là một nét gì đó thân thương, luôn gợi nhớ về Sài Gòn thuở xa xưa.